trộn 200 ml dung dịch HCl2M với 300 ml dung dịch HCl4M, thu được dung dịch mới có nồng độ là nhiều. Thì đây là bài toán gì? Trộn hai dung dịch cùng chất tan. Mà trộn hai dung dịch cùng chất tan thì chúng ta sẽ thu được gì? Thu được dung dịch cũng là chất tan luôn, chúng ta sẽ thu được dung dịch HCl luôn. Và nồng độ của dung dịch HCl thu được là nhiều. Áp dụng thức bằng C1 bằng C1 nhân V1. Cộng C2 nhân V2. Tất cả chia cho tổng V1 cộng V2. Rồi C1 là bằng 2 nè, V1 là 200 ml, đổi ra là 0,2 nè. C2 là 4 này nhân V2 là 0,3 lít nè. Tất cả chia 0,2 cộng 0,3. Và chúng ta sẽ tính ra là bằng 3,2 m. Nhớ nghe, đây là bài toán trộn hai dung dịch. Trộn hai dung dịch cùng chất tan. Tính theo nồng độ mol. Thì nồng độ của dung dịch thu được là bằng nồng độ dung dịch thứ nhất nhân V dung dịch thứ nhất cộng nồng độ dung dịch thứ hai nhân V dung dịch nồng độ thứ hai chia tổng V của hai dung dịch.